Nó sẽ giúp cho các bạn săn chắc nè, fit người nè, mặc đồ nó rất đẹp mà cởi đồ ra cũng hú hồn luôn đó mọi người ơi. Wow wow wow, bạn có đang đau đầu vì mình vừa gây lại vừa có mỡ bụng? Đừng lo nha, đã có Coach Guy rồi. Nhớ tập theo hết cái video này để thấy kết quả nhé. Now let's go. Xin chào mọi người đã đến với kênh vlog của Coach Guy nha, một kênh chuyên về tập luyện và lifestyle. Tuần vừa rồi thì Sky vừa ra một cái tập vlog tăng cơ mông và được các bạn đón xem rất là nhiều luôn. Nhưng mà Sky nhận ra một điều là hình như là vlog của Sky á làm về tăng cơ hoặc là giảm mỡ nhiều. Nhưng mà có rất là nhiều bạn có cái nhu cầu là không có muốn giảm cân nhưng mà lại muốn giảm mỡ bụng và muốn săn chắc phần thân trên. Nhất là các bạn nam là còn muốn to lên mà mỡ bụng phải giảm xuống. Các bạn nữ cũng vậy luôn. Đó là cái tạng người skinny fat đó mọi người. Cho nên là hôm nay Sky sẽ làm tập vlog dành riêng cho cái tạng người skinny fat nha. Trước đây Sky đã từng làm một cái tập về skinny fat rồi và các bạn thảo luận rất là nhiều về chủ đề này. Vậy thì các bạn thuộc cái tạng người skinny fat đó phải chú ý cho Sky 3 điều quan trọng này. Đầu tiên là các bạn phải ăn đủ protein, ăn đủ đạm để mà cơ thể có thể tổng hợp được protein giúp xây dựng cơ bắp. Điều thứ hai là nhớ là control được cái lượng calories, có nghĩa là cái lượng calorie đừng có quá nhiều. Sky thấy nhiều bạn mà gầy á hoặc là muốn tăng cân tăng cơ mà các bạn ăn quá trời luôn, dẫn đến việc là các bạn bị tích mỡ bụng nhiều nhưng mà cơ thì lên không có nhiều do cái chế độ ăn và chế độ tập không có hợp lý. Và điều thứ ba rất là quan trọng luôn, đó chính là tập kháng lực, đó chính là tập tạ đó mọi người ơi. Sky thấy nhiều bạn á là mê tập cardio quá trời luôn mà quên đi việc mà skinny fat á là phải cần tăng cơ nữa, cho nên là các bạn hãy quan tâm nhiều hơn đến cái chế độ tập kháng lực nha. Vậy thì chế độ tập ngày hôm nay chính xác đó là chế độ tập kháng lực, tập full body toàn thân để giúp cho các bạn tăng cơ và đốt mỡ cùng một lúc. Đặc biệt là giúp cho những cái bạn nào mà hay bận rộn á mà không có thời gian tập nhiều, một tuần chỉ có 2-3 lần tập thôi thì càng nên tập những cái bài này. Và nó sẽ giúp cho các bạn săn chắc nè, fit người nè, mặc đồ nó rất đẹp mà cởi đồ ra cũng hú hồn luôn đó mọi người ơi. Give me some time. Ok, vậy thì bài tập đầu tiên rất là quan trọng luôn, đó chính là lunge. Đây là một cái bài tập mà Sky đã từng chỉ các bạn trong ngày chân rồi, nhưng mà bây giờ Sky muốn chỉ lại cho những cái bạn nào mà bị skinny fat á, bởi vì bài này sẽ tác động đến hầu như là những cái nhóm cơ chính của mình luôn. Với lunge á, thì chuyển động nó sẽ là như vậy. Đó, thì cái chuyển động như vậy nó sẽ tác động nhiều vào phần đùi trước nè, mông và đùi sau của các bạn nữa. Chưa kể nha, nó sẽ tác động cả vào cơ tay nè và cơ kho rất là nhiều luôn. Thì lunge nó là một cái bài tập rất là tốt để mà chúng ta đốt mỡ và tăng cơ cùng một lúc. Các bạn sẽ dùng cho Sky là hai cái tạ đơn nha. Lunge thì các bạn có thể bắt đầu với mức tạ nhẹ thôi, tầm 2kg mỗi bên, sau đó thì chúng ta tăng dần lên. Rồi, nhìn Sky chỉ kỹ thuật này nè. Với lunge á, thì Sky sẽ cho các bạn lùi chân ra sau bằng... Rồi, từ từ các bạn sẽ hít một hơi sâu nè, hít nè, giữ hơi ở bụng nè, nén chặt cái hơi xuống bụng, sau đó chúng ta lùi chân đi xuống, rồi đạp mạnh gót đi lên, đó, thở ra, rồi hít lại nè, rồi giữ hơi bụng, đạp xuống, rồi đạp mạnh gót, đẩy mông, gồng chặt đùi và đi lên, thở ra. Ok không? Làm lại cho Sky nè. Từ từ hạ thân người xuống nè, xuống chân nào ta, rồi chân phải đi ra sau, chân còn lại tạo một góc 90 độ nè, rồi đạp mạnh cái gót chân trái, sau mời hơi độ người về trước, giữ lưng thẳng và đạp chân lên, đó, về hơi thở, hít một hơi sâu, đè nặng xuống, đè cái khí xuống bụng, đạp mạnh chân, đi lên, siết chặt mông lại, đó, khi đó thì sao, khi đó thì nguyên một cái phần bụng này của chúng ta rất là gồng luôn, nó sẽ giữ được cái sự cân bằng cho cơ thể, bên cạnh đấy thì nó sẽ giúp cho cơ chân của các bạn săn chắc hơn, đặc biệt là vùng mông nữa. Một lưu ý nhỏ nhỏ trong bài tập này là các bạn đừng đẩy đầu gối về trước quá nhiều nha. Nè, các bạn đẩy về trước quá nhiều khi đó các bạn sẽ bị đau đầu gối. Và tiếp theo đó là phải gồng chặt cái bụng lại, không là thân người lắc lư đó. Bây giờ hãy cùng bắt đầu với Sky nha.
Ok là bây giờ chúng ta sẽ qua bài tập thứ hai nha. Bài này sẽ tác động vào phần mông rất là nhiều luôn. Thì Sky thấy là những cái bạn skinny fat á, thường cũng thiếu cơ mông luôn. Cho nên là Sky sẽ thêm bài này trong cái chế độ tập của mình nha. Thì bài này là một cái bài tập là Sky đã chỉ rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ nâng cao hơn bằng một cái bục hoặc là một cái ghế nào đấy ha, các bạn có thể lấy. Sky thiết kế những bài tập này là các bạn có thể tập ở gym hoặc là ở nhà đều được nha. Chỉ cần với một cái tạ đơn thôi. Các bạn sẽ đưa hai chân lên vuông góc cho Sky. Đó. Bây giờ nè, các bạn nằm xuống thảm nè. Rồi từ từ các bạn sẽ nâng cái thân người lên cao và đồng thời siết chặt cái cơ mông lại. Đó, nâng lên cao. Siết chặt cái cơ mông lại, siết mạnh lên, giữ 2 giây cho Sky. Không phải từ từ đưa lại xuống từ đầu. Ok không? Nếu mà muốn khó thì thường Sky sẽ yêu cầu mọi người là sẽ để một cái tạ lên đùi nha. Xong rồi nâng lên, siết chặt mông, giữ 2 giây rồi hạ xuống. Một cái lưu ý là để mà vào mông hơn đó, thì các bạn hãy ráng cho Sky là hãy ráng làm sao xoay hai cái má mông vô nhau và siết chặt nó lại. Đó, siết chặt nó lại cho Sky. À, cái ghế này nó hơi trơn cho nên là lúc lên thì Sky đang bị đẩy lên nhiều quá. Nè, siết chặt này nè. Đó, giữ 2 giây cho Sky. Rồi từ từ hạ xuống. Bài này cực kỳ kích hoạt cái cơ mông nha mọi người. Hít một hơi sâu. Hít. Đó, xuống. Thở. Hít một hơi sâu, hít gồng cơ co lại, xuống thở ra, cảm nhận cái phần mông rung 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 hoạt động nha. Yes, tập thôi. What I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me. Ok, nhắc đến tập full body mà chúng ta không tập bài này là thiếu sót rất là lớn luôn, bởi vì cái bài tập này nó sẽ tác động đến toàn bộ cái phần vai của các bạn nè, và đặc biệt là phần cơ co để mà chúng ta giữ được cân bằng cũng như là vận động toàn bộ sức lực của cơ thể luôn. Bài này với tên gọi là Standing Shoulder Press with Dumbbell. Thì chúng ta sẽ đẩy vai với thân người đứng và các bạn sẽ gồng phải chặt cái bụng lại để các bạn tập bài này nha, rất là hiệu quả luôn. Bạn nào mà đang mới tập đó, thì các bạn có thể chọn cái mức tạ nhẹ thôi, tầm 2,5 kg cho Sky. Ok, bây giờ nè, hai chân đứng bằng vai cho Sky. Rồi, ưỡn ngực ra, khóa bả vai lại. Rồi, từ từ, hít một hơi sâu, gồng chặt bụng. Gồng chặt bụng, siết chặt cơ mông lại, đưa tạ lên vai, gồng chặt vai. Rồi, bắt đầu, tư thế bắt đầu ở đây nha. Các bạn bắt đầu hất cùi chỏ lên. Gồng chặt bụng, đi lên. Xuống, thở. Hít. Gồng chặt bụng, đi lên. Xuống, thở. Cùi chỏ hơi chết về phía trước một xíu, rồi đi lên, gồng chặt bụng. Đó, các bạn thấy vào không? Hất cùi chỏ lên, hất xuống, nghe mang tai, giữ ở đây, gồng chặt vai, hất cùi chỏ xuống, chậm, ngang mang tai, gồng chặt cái cơ bụng và cơ vai lại cho Sky. Hất lên, xuống. Đó, cực kỳ hiệu quả luôn. Bài này là không những đốt mỡ mà nó giúp cho phần thân trên của bạn săn chắc hơn. Những cái bạn nam muốn vai to á, hoặc là những cái bạn nữ mà muốn cái vai mình thon thì phải tập bài này cho Sky nha. Ok. Rồi, bắt đầu tập với Sky nè.
Rồi ok mọi người ơi, chúng ta sẽ đến với bài tập lưng. Thì lưng cũng là một cái nhóm cơ cực kỳ quan trọng để giúp cho cái tổng thể nhìn body của bạn săn chắc và đẹp hơn nha. Thì lưng thì Sky đã hướng dẫn mọi người kỹ thuật rất là kỹ trong cái tập lưng tại nhà rồi. Thì bài tập này nó sẽ nặng hơn là các bạn phải dùng cái tạ đơn cho Sky. Rồi Sky sẽ hướng dẫn lại cho mọi người nha. Lưng á, thì các bạn cứ chú ý cho Sky là giữ lưng thẳng, thân người thẳng cho Sky nè. Đạp một chân xuống, ok, không có cong lưng nha. Rồi khi mà các bạn nhấc tạ lên á, thì các bạn đánh cùi chỏ ra sau, đồng thời ưỡn ngực ra, khóa cái bả vai lại, siết chặt ngực lại, giữ siết chặt vai, siết chặt lưng, siết lại, giữ hai giây cho Sky, rồi từ từ mới nhả ra là nhả hết cái phần xô này ra luôn. Ok, nhìn Sky làm nè, nhả xô ra nè, rồi đánh lên nè, ưỡn ngực giữ hai giây rồi hạ xuống, ưỡn ngực giữ hai giây rồi hạ xuống, ok không? Về hơi thở nè, hít một hơi sâu, gồng chặt bụng lên, giữ hơi, xuống, thở ra, hít, gồng chặt bụng, thở ra, ok không? Bây giờ hãy cùng bắt đầu tập với Sky nha. It's probably too late, but here I am reaching my arm out. I want us to win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. Các bạn mệt chưa nào? Bây giờ thì chúng ta qua bài tiếp theo nha. Hôm nay các bạn ráng lên, bởi vì đây là bài full body, cho nên là các bạn nhớ là phải sử dụng hết toàn lực cơ thể thì nó mới đốt mỡ và tăng cơ cùng một lúc được. Ok, bài tập tiếp theo là một bài tập rất là quen thuộc luôn, đó chính là push up. Thì Sky đã từng chỉ push up cho các bạn trong ngày ngực rồi, nhưng mà đối với push up cho các bạn skinny fat thì các bạn chú ý là cắt gồng cả cái cơ bụng nữa để mà chúng ta có thể phát huy hết hiệu quả của bài tập này nha. Push up thì nó sẽ tác động vào ngực và tay sau, thì các bạn lưu ý nè, hai chân duỗi thẳng ra cho Sky, siết cơ bụng lại, rồi tay vuông góc với thảm, rồi từ từ chúng ta sẽ mở hai cùi chỏ ra và đi xuống, đồng thời đưa cái ngực xuống, ưỡn ngực ra, lên siết chặt ngực lại, xuống, hít một hơi sâu đi xuống, gồng chặt cơ bụng, lúc lên gồng chặt cơ bụng vô, rồi thở ra. Đó, các bạn thấy không? Hít một hơi sâu, khóa bả vai xuống, ưỡn ngực ra, đạp mạnh lên, siết cơ ngực lại. Nếu các bạn muốn dễ hơn thì chúng ta có thể hạ đầu gối xuống như vậy, hít xuống, rồi lên, hít siết cơ ngực lại cho Sky, ok không? Còn nếu như bạn nào mà không hít đất được luôn thì làm cobra push up, đưa thân người nằm xuống thảm luôn và từ từ nhấc phần chân lên, siết cơ ngực lại, ok không? Nè, xuống, ưỡn ngực ra, gồng chặt ngực, lên, cobra push up, không cần nâng hết chân lên, như vậy thôi chưa sai, ok không? ba mức độ luôn đó. Thì các bạn, nếu mà các bạn cảm thấy khó thì các bạn cứ thực hiện cobra push up hoặc là knee push up. Còn bạn nào muốn khó hơn, dễ hơn, còn bạn nào muốn thử thách thì cứ duỗi hai chân ra và làm push up bình thường cho Sky nha, ok. Rồi mọi người ơi, chúng ta gần đến cuối rồi, cố lên nha. Bây giờ thì mình sẽ tập super set nha, cho nó tiết kiệm thời gian hơn. Các bạn sẽ tập tay săn chắc vùng cơ tay, nhất là những cái bạn nam mà muốn tay săn chắc và nó có shape hơn, hoặc các bạn nữ muốn tay của mình nó thon gọn thì nhớ tập tay nha. Thì Sky sẽ kết hợp super set hai bài tay trước và tay sau luôn. Bài đầu tiên là bài tay trước, chúng ta sẽ tập một cái bài rất là điển hình, đó chính là dumbbell curve. Thì bài tập này á, nè các bạn nhìn Sky nè, Sky đưa lên và đây đi xuống. Lúc lên á, các bạn không cần lên quá cao, cuộn đến đây được rồi, không có cần lên đến đây ha. Đến đây là tay nó đã co hết mức rồi, rồi xuống, duỗi ra từ từ cho Sky. Rồi lúc lên á, các bạn tưởng tượng là như là các bạn đang cuộn cái cổ tay lại á, cuộn lại,
chứ không phải là các bạn nâng cái này lên, nâng cái cẳng tay lên nha. Nhớ cho Sky nha, cuộn cổ tay lại, đi lên 2/3 đường rồi đi xuống, duỗi ra, giãn ra hết cho Sky nha. Hít một hơi sâu, gồng cơ bụng vào, gồng chặt cơ bụng lên. Đó, thấy tay ha, Sky lên không? Xuống từ từ, xuống từ từ nha, đừng có thả ra nha. Hít sâu lên. Rồi xuống, từ từ. Cảm nhận được không? Nhớ cố định cái cùi chỏ, không có lắc lư cùi chỏ, đưa trước đưa sau nha. Như vậy là mình đang cheating anh gian đó. Còn bài thứ hai á, là bài tricep dip. Bài này thì các bạn sẽ chống hai tay bằng sau ghế nè, xong các bạn đưa chân về trước. Các bạn có thể tạo một góc 90 độ cho nó dễ trước. Đó, lúc lên siết chặt tay sau lại và giữ lại 2 giây ha. Còn các bạn nào muốn khó thì duỗi chân ra và đi xuống khó hơn, đi xuống sâu tí xíu thì nó sẽ càng vào tay hơn, cảm nhận độ căng và lên siết chặt tay vào. Đó, cảm nhận cái phần tay sau của Sky nó đang rung rung không? Bây giờ tập với Sky nha. Rồi ok các bạn ơi, một bài tập cuối cùng thôi, chúng ta sẽ tập bụng nha, cũng là superset luôn. Superset này nó sẽ tác động vào phần bụng dưới của mọi người nè. Và bài thứ hai sẽ tác động vào cái phần cơ lõi rất là vào luôn, phải giúp cho cơ bụng của bạn săn chắc nha. Những cái bạn mà skinny fat là phải chăm chăm tập bụng cho Sky nha. Ok, với leg raise thì các bạn sẽ duỗi hai tay và hai chân xuống thảm cho Sky. Đó, rồi duỗi chân xuống luôn. Rồi các bạn sẽ đưa chân lên vuông góc với thảm, đồng thời hít một hơi sâu lên. Đó, xuống chậm. Các bạn có thể thả chân xuống đất hoặc là không nha. Không thả chân thì nó sẽ khó hơn. Một lưu ý nè, đè chặt cái lưng xuống, đừng có cho nó võng lên vậy. Hoặc là ít thôi nha mọi người, đừng có cho nó lõm như một cái đường như vậy ha. Ép cái lưng xuống cho sao, rồi đi lên. Đó, gồng chặt bụng lên. Đó, gồng chặt vào, cảm nhận cái phần và cái phần bụng dưới nè mọi người, rất là vào luôn. Đó, thấy không? Đây là bài thứ nhất nha. Bài thứ hai, nâng thân người lên cho Sky. Nâng thân người lên. Rồi. Gồng cái chặt cái phần bụng trên nè. Rồi chúng ta đang gồng chặt chắc cái bụng á, xong rồi chúng ta sẽ duỗi hai cái chân lên như vậy và đá so le nhau. Đi lên, rồi đi xuống, rồi đi lên. Rồi đi xuống, cảm nhận cái bụng này nó rung rung nè mọi người, rung rung là đúng nha. Wow, vào lắm luôn á, nè. Đi lên, đi xuống, wow. Muốn xỉu luôn. Đó, các bạn tập bài này cho Sky nha. Về hơi thở, bài này thì hít một hơi sâu và giữ hơi cho Sky. Giữ hơi, đừng có thở ra. Gồng chặt bụng vào, khi mà hết hơi thì dừng lại rồi hít vào. Gồng chặt bụng, rồi, lên. Ok không? Tập với Sky nha. Everything must go sell. Hitting bitches with the old well. Need 100 million on the low scale. On my worst night, I'm the best nigga. Wouldn't mess with you, couldn't cap to him. Homie spotted me like 700, brought 1100 right back to him. If I can't do it, then it ain't real. I just make dollars, I don't make deals. I've been going hard in the paint still. Blowing kush clouds till I can't feel like. Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Got 5 on it.
wholesale. Everything must go sale. Hitting bitches with the old well. Need 100 million on the low scale. On my worst night, I'm the best nigga. Wouldn't mess with you, couldn't cap to him. Ok mọi người ơi, thì chúng ta cũng đã tập xong rồi. Và Sky cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Nhất là những cái bạn nào mà đang thuộc cái tạng người skinny fat này, là các bạn đã cố gắng rất là nhiều rồi. Cho nên là các bạn hãy tập và ráng tập và ráng ăn cho Sky, để mà các bạn có thể thay đổi được cơ thể nha. Và Sky rất là vui trong cái hành trình mà thay đổi cơ thể của các bạn luôn. Và cảm ơn mọi người một lần nữa. Và mong rằng mọi người luôn luôn yêu quý và ủng hộ kênh YouTube Coach Sky, để mà Sky ra nhiều những cái nội dung về sức khỏe, cũng như là về giải trí, về lifestyle hay hơn và ý nghĩa hơn, để mà truyền những cái thông điệp tích cực cho mọi người nha. Còn bây giờ thì Sky xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những vlog tiếp theo. Bye.